Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Phát Thái TV chuyên đề giao lưu Hoa Kiển nha các bạn. Thì quay trở lại xã huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, cô chú anh chị ơi, xã Tân Dương nha. Thì đến chỗ của anh Khang nè, bữa nay có một số mặt hàng Hoa Kiển Mỹ Hồng rồi cam xoan, đỏ nhung lá nhựa. Thì nói chung nhờ cô bác anh chị đã ủng hộ thì cũng rất là cảm ơn chỗ anh Khang, cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ vừa qua. Rồi chào anh Khang, Khang ơi. Kính chào cô bác anh chị đã trở lại với kênh Phát Thái TV. Thì hôm nay em có cũng như thường lệ clip thứ 3 năm 7 của em phát hàng định kỳ hàng ngày. Thì em cũng có giao lưu với một số ít cây cam xoàn và trang đỏ nhung lá bóng lá nhựa và một số Mỹ Hồng nha cô bác anh chị. Cũng muốn giao lưu toàn quốc cho cô bác anh chị. Rồi là em không để cho cô bác anh chị chờ lâu thì em bắt đầu lên số và báo giá. Rồi đầu tiên là cây cam xoàn anh. Rồi đầu tiên là cây cam xoàn nha. Thần chậu nha cô chú. Cái này cây thần chậu hết trơn nha cô bác anh chị. Đó, cây rất là sung. Rồi hiện tại trái nè. Thì cây kiển thì vừa mình trồng vừa có trái mình sử dụng luôn thì rất là tuyệt vời cô chú anh chị. Trái nè. Cây này thì trái cũng rất là sung. Hiện tại cái gốc nè. Cái gốc này đã thoát thân khoảng 1 tấc nha cô bác anh chị. Đó. Chia ra cành nhánh này, trái này. Rồi cho thông số bên đây. Rồi cái cây mã số 1 này là có hoành 6 nha. Cao 90 đến 1090. Giao luôn cô bác anh chị là 600k. 600.000 toàn quốc ship luôn. Rồi trái. 550k, lộn rồi. 550.000, rồi. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây. Lộn rồi cô chú anh chị ơi. Báo giá là lộn rồi. Rồi tiếp theo mã số 2. Rồi tiếp tục mã số 2 nha. Mã số 2 vẫn là cái cam xoàn nha. Cam xoàn, hiện đang có trái luôn. Đây, trái nó rất là nhiều nha, có trái bự kìa. Đó, cái tàn như thế này nè. Rồi hiện tại lên trái. Cái này về mình có thể mình cắt nước nó rồi cho nó xào lá rồi cái mình để bông là nó có trái nha cô anh chị. Trái lên nụ nè. Đây là trái bự nè. Rồi cây này thoát thân khoảng 20 nha. Đó. Rồi cây số 2 này cũng có hoành 6, cao 80, tháng ngang 80. Cũng 550k luôn nha cô anh chị. 550.000, bao ship luôn. Rồi xuống cây. Cam xoàn nha bà con. Rồi tiếp tục. Lên mã số 3 nha. Mã số 3. Đây mã số 3 đây. Này trái nè. Trái này. 1, 2, 3, 4, 1 chùm nha. 4 trái trên này, 2 trái nó là 6 trái. Rồi còn trái non nữa. Mình thấy hình như có trái non búp. Này, trái nè. 1 cốt. Đây, trái nè. Nhìn rất là tê. Này, 9 cái nữa, nhìn đẹp. Rồi, rồi cái số 3 này cũng có hoành 6 luôn. Cao 80, cái ngang 60. Cây này 450k nha các anh chị. 450.000. Rồi, ship luôn. Rồi, ship anh chị nha. Rồi, xuống cây luôn. Thần chậu nha các chú anh chị. Cây thần chậu thì cây này bao sống của anh chị nha. Nuôi rất là lâu. Cây này có dáng bay hơi nha. Xiên hơi nha. Cây đẹp nha. Đó, cây mã số 4. Đây trái nè. Đây. Thân. Cây đã sống khỏe nha của anh chị. Để góc nó đó. Cây này thoát thân cũng khoảng 2 tấc nha. Và cây số 4 này có hoành 6 luôn nha của anh chị. Cao 80 ngang 60. Cây này giao lưu 500k. 500.000 bao ship. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Cam xoan. Nhìn trái thấy ham. Rồi tiếp tục cây mã số 5 nha. À cây này trái bự quá nha. Có trái luôn rồi. Mã số 5. Cây cam xoan. Cây thường chậu rất là sung. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Rồi cây này là có phong cao nha. Thoát thân thì cũng khoảng 1 tấc. Cây số 5 này cũng hoành 6 luôn nha các anh chị. Tới ngang 95, chiều cao 95, tới ngang 80. Cây này giao lưu với anh chị 600k. 600.000 bao ship. Bao ship toàn quốc, trái đây. Xuống cây. Trái cây cây này trái bự rồi. Trời ơi. Lòng phổi. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Mã số mấy anh? Mã số 6. Mã số 6. Đó cây này. Cây cam xoan. Lùng lực nha, lùng đế đẹp nha. Cây này vô chậu chơi bonsai để cửa nhà thì thôi. Có trái uống luôn. Rồi cây số 6 này cũng hoành 6 nha các anh chị. Chiều cao 60 tới ngang 60. Cây này giao lưu 400k. 400.000. Đây, trái nè. Bao ship. Trái này như này đây. Cái này nó rất nặng nha các anh chị. Đây mùa đất ship đó. Là cả 100 mấy ngàn một cái cây tiền ship nha. Đây, này trồng đất không nha bà con. Nhỏ nè, mà nó có 3-4 trái bự cỡ này nè.
Rồi 400 ngàn. Zalo 400 ngàn. Xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 7 luôn. Mã số 7 là tới cái lô Mỹ Hồng nha các anh chị. Rồi hết cam sòn rồi. Giờ tới là bông trang cô bác chị ơi. Mỹ Hồng một gốc. Lô này y như cũ như những cái clip vừa rồi. Tàn rất là đẹp. Rồi cây số bữa, số 7. Này. Cây số 7 này. Cây số 7 này là có hoành hoành 7 nha. Cao 90 đó, ngang 90. Rồi cây này hôm nay em giảm giá 500k luôn. 500.000. Cái lô này thì một cốt, thoát thân cao gì? Mà cái thân nó thì sạch nha cô anh chị. Cây này thoát thân 30 nha. Đây. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây mã số 7. Rồi tiếp tục mã số 8 luôn. Tiếp theo mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 8. Đúng là một cây Mỹ Hồng, tàn nó như thế này nè, nó tròn một voi vậy đó. Rồi cây mã số 8 này là có hoành 7 rưỡi nha. Cao 1 mét tới ngang 1 mét luôn. Cây này giao lưu của bác anh chị 700k. 700 ngàn. Bao ship toàn quốc. Cái thân nó đóng như chi cành như vậy nè cô bác. Này thoát thân khoảng 3 tấc rưỡi nha cô bác anh chị. À cái thân nó sạch nha. Rất đều nha. Luôn. Không có bị cái đường thân của nó là một cốt sạch lên tới trên, dẫn trên lên tới trên luôn nha. Đó. Rồi 700k. Mã số 8 bao ship xuống cây. Tiếp theo mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 9. Cây cái tàn vậy đó, về bà con chỉnh tàn cắt tẻ là ok. Bông nó lên vượt gỡ hết. Đây, bông Mỹ Hồng siêu đẹp luôn. Màu tuyệt vời. Rồi, cây mã số 9 này là có hoành 7 nha. Có hoành 7. Cá ngang 100, chiều cao 90 nha. Cây này giao lưu của anh chị 650k. 650 bao ship. Bao ship toàn quốc nha. Mã số 9. Rồi, một cốt số thân cao mà sạch nữa. Cây rất là sạch. Không có bị vết cắt của cái thân nha bà con. Rồi tiếp tục mã số 10 nha các anh chị. Mã số 10. Mã số 10. Tàn dù rất là đẹp. Rồi. Rồi mã số 10 này có. Đây cái thân nữa nè. Có hoành 7 rưỡi nha. Chiều cao 90 tới ngang 90. 750k. 750. Bao ship toàn quốc. Thân cái lô cây này thì thân rất là sạch nha bà con. Bà con cứ yên cái tâm nha. Là không có một miếng vết nào cho nha. Đây tại vì anh Khang anh bó cái keo này lại đừng cho nó lắc á. Cây nó đảm bảo nha. Cây này thoát thân cũng khoảng 30 nha. Đó, thân nó vậy lô này là theo cái thông số rồi con cứ yên tâm nha. Không có bị gì hết. Rồi xuống cây. Rồi cây số 10 750k. 750 nha. Rồi tiếp tục. Cây số 11. Đây. Cây thoát thân chân dài mà thẳng đứng luôn. Thoát thân khoảng 30 nha. Đó. Cây thẳng băng. Không có nghiêng ngã gì hết. Đó, cái hoa nè. Rồi, cho cái thông số luôn đây. Rồi, cây số 11, cái hoành 8 nha. Cao 1 mét tới ngang 1 mét. 700k. 700 ngàn. Bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi xuống cây mã số 11. Tiếp theo mã số 12. Rồi mã số 12 nha. Cây thì tàn nó tại cái tàn giống như cây dù vậy. Rồi mã số 12 này có hoành 8 nha. Chiều cao 100 tới ngang 1m1. Giao luôn của bác chị 700k. 700 ngàn. Đây cái hoa bao ship toàn quốc luôn. Hoa Mỹ Hồng nè. Này hoa tơ nó mới nở nè nha. Hoa này nó già nè. Già. Thân cây này thì như thế này nè, một cốt mà sạch. Chung cái lô này thì cái đợt này em bứng về là chung một cái vườn với hôm trước nha. Thì nhưng mà đợt này nó ít bông hơn là tại vì cái bông nó vừa tàn, nhưng mà cô bác anh chị yên tâm nha. Rồi mình cắt lại để ra đợt sau nó sẽ đẹp hơn nha cô bác anh chị. Rồi 700 ngàn mã số này. Xuống ngàn. Cây. Xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 13 luôn. Rồi đây cái mã số 13. Rồi cho thông số luôn đây, một cốt mà chia. Rồi cây mã số 13 có hoành 8 nha. Cao 1 mét tới ngang 1 mét. Giao luôn của anh chị 700k. 700 ngàn luôn. Bao ship toàn quốc nha. Hoa này nó vậy đâu con. Bự đây, hoa tơ nè. Bức nhánh hoa tơ.
còn một số bông thì chi cành nó đóng rất là đều ở trên nè, thoát thân lên cao đây, hoành thân nè. Cây này thoát thân cũng khoảng 30 nha, hơn 30 nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Cây 13. 700 ngàn. Rồi tiếp tục cây 14. Cây 14 là cũng hơi lùng lực nha. Cây này có dáng lùng lực nha. Tàn thì đặt kẹo nha. Đây cho các em xem cái hoa nè bà con. Đây, bực nó rất là to nha. Nở lên cái màu tuyệt vời, cánh nó dày. Nó có Mỹ Hồng này, nó mùi hương thơm thơm nha bà con, chứ không phải là không có thơm nha. Mỹ Hồng là thơm nha. Đó, đây cái thân nè, giót đọt nha. Nó có đọt chủ chính nè. Dẫn xuống cái thân như này, đóng rất là đều. Rồi, cho thông số lên đây. Rồi, cây số 4 này có hoành 8, cao 90, tán ngang 90. Cũng 700k luôn. 700 ngàn, bao ship luôn. Luôn. Rồi, rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục, mã 15 luôn. Tiếp theo, mã số 15. Cây thì cái tàn chia chi ra cây này đẹp nè. Đó, cây hoa nhiều nữa. Đó, cây có dáng trực thẳng của anh chị. Tàn quá tuyệt vời luôn. Đây, cây 15. Đây, hoa đó nè. Hoa rộ hoa hết trơn. Và cái hoa trên cái đọt đỉnh là cái hoa chà bá. Nè. Cây này giót đọt luôn ha. Đọt luôn. Có cái đọt cây chủ luôn. Cũng có thằng chủ hết. Đây, thằng chủ nằm trong chỗ tan khang ha. Cây này nè nghe của anh chị. Rồi, cho thông số anh ơi. Rồi, cây số 15 này có hoành 8,5 nha. Cao 90, tán ngang 90. Giao lưu cũng 700k luôn nghe của anh chị. 700 ngàn. Rồi, xuống cây. Xuống cây luôn. Lâu quá, canh lâu quá, cách chết. Rồi tiếp theo mã số 16. Tiếp theo mã số 16 nha quý anh chị. Đây mã số 16 đây. Rồi cái tàn quá đẹp ha, giống như cái dù. Mã số 16 này thoát thân cũng khoảng 30 nha. Lên tới đây đóng cây cành nhánh lên là đặt quẹo luôn nha quý anh chị. Đó hoàng chưa khai thác đế. Hoàng. Đó, đây chi cành nó đóng nè. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Rồi cây số 16 này có hoành 8 nha. Cao 80, tới ngang 80. 650k luôn. 650. Cây này khuyến mãi luôn. Xuống cây. Xuống cây luôn. 650.000, bao ship luôn nha bà con. Rồi, tiếp tục cây mã số 17 nha. Đây, mã số 17 đây. Lô này cây nào tàn cũng 17 này thoát thân cũng khoảng hơn 2 tấc nha các anh chị. Đó là sai. Rồi, cây số 17 này có hoành 7,5 nha, cao 90 tới ngang 90. Zalo của anh chị 650k. 650. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 17, cây Mỹ Hồng, tàn dù rất là đẹp. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây luôn. Mã số 18. Rồi tiếp tục cây mã số 18 nha. Đó. Rồi thông số luôn thì có cái thằng chủ thẳng lên nhà của anh chị. Cây số 18 này có hoành 7,5, tán ngang 90, cao 90. Giao lưu của anh chị 650k luôn. Đây thoát thân khoảng 2,5 nha. Bao ship. Đó, chỉ cần đóng vậy đó bà. Mình khui về mình khui cái bầu ra có thể thoát thân 30 nha của anh chị. Rồi xuống, rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 19 luôn. Đây mã số 19. Mã số 19 à. Cây này thoát thân cũng khoảng hơn 20 nha. Cây số 19 này là có hoành 7 nha. Cao 90 tới ngang 90. 700k luôn. 700 ngàn thì à, cây này cái đọt tơ lên rất là sung nha bà con. Đây hoa nè, búp nè. Đây là cái chồi nó lên nó phượt mà hoa nó như thế này nè. Rồi cái thân của nó thì một cốt thoát thân này đóng rất là đẹp. Đó, cái này đó. Có cốt giữa là đều bự lên tới trên luôn nè. Rồi mã số 19. Rồi mã số 19. 700 ngàn. Hoành 7, cao 90, tán ngang 90. 700k luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục xuống cây luôn. Mã số 20. Rồi tiếp tục mã số 20 nha. Này tàn, cái tàn này về chỉ cần tàn bông là cắt tỉa thôi, không cần vô dây bà con ơi, tàn đẹp sẵn rồi. Rồi cho thông số luôn anh ơi.
Rồi cây mã số 20 này là cây mã số 20 có chiều cao 95 tới ngang 95 nha. Đeo hoành eo chính xác ha. Cây này hoành eo 8 nha các anh chị, hơn 8 nha. Đây, hoành eo 8 nha. 8. Đóng chi cành lên thì cũng đều giống như những cái cây khác các bạn. Đó, như vậy đó. Rồi cây số 20 700k luôn. 700.000. Bao xếp toàn quá các anh chị nha. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Mã số 21 là bắt đầu cái lô đỏ nhung lá bóng nha các anh chị. Đỏ nhung. Đỏ nhung nha. Đỏ lá nha. Nhựa. Một cốt. Cái lô đỏ nhung này em của em thì nói chung ra là cô bác anh chị về mà cặp con dây vô là nó đều tàn ha. Đều tàn nha. Tại vì cành nhánh của nó là đủ hết trơn nha. Nó ra nó quá sung rồi, nó phượt dài nên nó dài, xóa cái nó tàn xuống. Hoành xuống nha. Cây số 21 này là có hoành 8 nha các anh chị. Cao 1m3, tới ngang 1m3. Giao lưu 700.000. 700.000. Đây, cái thằng nó như đóng như thế này nè. Lại gần quay cho bà con xem nè, cho rõ nha. Nó đóng liều hết nè. Nè, nó gì chỗ nào cũng có nè. Mà nó được một cốt. Cái một cốt nó ra đây, cái ra đây thì nó chia ra rất nhiều nhánh. Cho nên cô anh chị mà về phân chi ra là nó rất đều nha. Đây nè. Đó, cành nhánh nào cũng phải có hai cái luôn. Hai cái ba cái. Rồi cây 21. Hoành 8 nha, 1m3, cái ngang 1m3 luôn. 700k. 700.000 xuống cây. Xuống cây luôn. Đỏ nhung. Rồi tiếp tục mã 22 luôn. Tiếp theo mã số 22. Đây, số vẫn là một cây đỏ nhung. Cái này cao khoảng 3 tấc rưỡi nha, thấp hơn cái 3 tấc rưỡi nha các anh chị. Đó. Mã số 22. Rồi, số rồi mã số 22 này là có cái hoành 7 nha, cao 1m2, tới ngang 1m2 luôn. Giao lưu 650. 650.000. Đây cái tàn này về vô dây là thành cái dù luôn. Cái dù che nắng luôn. Đây, đóng thân nè. Một cốt sạch, thoát thân như thế này. Rồi xuống cây luôn. Rồi đổi cây. Tiếp tục mã 23 luôn. Tiếp theo mã số 23 vẫn là cây đỏ nhung. Cây này thì vô dây thì cũng cái tàn nó tròn do vậy đó, nhưng mà do nó chia cành ra nên nó cái này mình có thể mình dựng cái đọt này lên làm đọt chủ nha các anh chị. Đây nha, có nha, tại vì cái nhánh của nó cao quá rồi nó hơi xà xuống nha. Rồi cây mã số 23. Rồi thông số luôn anh ơi. Cây này bứt khá là nhiều nha bà. Rồi cây 23 này có hoành 9 nha các anh chị, cao 1m2, cái ngang 1m3, 650k luôn. 650.000. Đây cái búp nó nè, quá xa búp nhiều luôn rồi. Cái này đóng búp nè, cái đỏ nhung cái hoa nó như thế này nè. Bên này tứ hoàn là cái củ dưới nở nè. Đây. Củ dưới nguyên củ luôn mà thoát thân lên. Này thoát thân cũng khoảng 40 nha, 35 40. Rồi, xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã 24 luôn. Tiếp theo mã số 24. Cây này sung quá sung mà. Rồi mã 24 này. Đỏ nhung. Rồi, thông số luôn anh ơi. Rồi mã 24 này có hoành 7 nha, cao 1m3 tới ngang 1m4. Cũng 650k luôn. 650.000. Đây, cái thân nó chi cành nó đóng như thế này là đều gan luôn, tại vì nhánh ra phượt dài nên nó tàn nó như vậy đó con. Đây, chi cành nó như thế này nè. Một cốt nè, một cốt nè. À, hoa của đỏ nhung nè, nhung lá bóng lá nhựa. Hoa nó như vậy, rất là đẹp nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi đổi cây. Hoa nó nở đúng sức, nó to tròn, rất là đẹp. Rồi tiếp theo, mã số 25. Rồi tiếp theo mã số 25 nha. Cây này quá trời tàn luôn. Đây mã số 25. Rồi thông số luôn anh ơi. Rồi mã số 25 này có hoành 7 nha, cao 1m2, cái ngang 1m3. Giao lưu của bên chị 600k luôn. 600.000. Xếp toàn quấn luôn nha. Cây rất là sung nha bà con. Lá bóng hới luôn. Đây. Lá như thế này nè. Cái cây này thì thoát thân tầm khoảng này có phần khoảng 5 phân à. 5 phân. Lên đây chia hai nhánh nha bà con. Chia hai phân lên. Lên thoát thân tới đây thì khoảng 30 nha. Đây.
Trên này thì đủ tàn thử, đủ hết trơn. Rồi. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây. Tiếp theo mã số 26. Rồi tiếp theo mã số 26. Đây mã số 26, cây này có thân đẹp nha quý anh chị. Đó. Một cốt thoát thân lên tầm khoảng bao nhiêu anh? Này thoát thân khoảng 30 nha. Lên chia làm 3 nhánh. Tam tài. Rồi số 26 này có hoành 8 ngang cao 1m3 tới ngang 1m2. Giao luôn cũng 700k luôn. 700.000 đây đây cho xem cái phần chi cành nó đóng trên cái thân. Cây này rất là đẹp nha bà con, có một cái độc chủ nè. Đây chi cành ra đây nè, lên đây ba nhánh nè. Đóng rất là đều, còn một cốt sạch nữa. Đây. Củ dưới nè. Cái này khai thác xuống củ còn bự nữa nha. Có hơn cũng khoảng 30 nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 27. Rồi tiếp theo mã số 27 nha. Rồi thông số không anh ơi? Rồi mã số 27 này có thoát thân khoảng 1 tấc rưỡi nha, lên đây đóng 5 thân nha. Rồi số 27 này có hoành chính cao 1m4 tới ngang 1m5. 800k. 800.000, này là một cốt mà lên 5 thân thì kêu ngũ phúc đó bà con. Đây cái hoa nè. Hoa của nó nhung. Lô này đây đây một cốt thoát thân lên tầm phản tắc chia làm năng 5 thân, có một thân chính chính giữa là to. Rồi xuống rồi, cây luôn. Xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 28. Rồi tiếp theo mã số 28 nha. Cây này tàn cũng đẹp nha bà con, mà do nó ra dài quá nên cái dài cái nó hơi phượt. Hơi phượt quá nha. Rồi cây thông số luôn. Rồi cây số 28 này là có hoành 8 nha, cao 1m3 tới ngang 1m4. Cây này giao lưu 700k nha. 700.000. Đây một cốt. Đọt nó đóng chi cành như thế này nè. Một cốt đây. Thân rất là sạch. Thì thoát thân khoảng 35 nha cô bác chị. Rồi xuống cây luôn. Xuống tiếp cây. Tiếp tục mã 29 luôn. Tiếp theo mã số 29. Rồi mã số 29 nha. Cây này cũng tàn đa luôn, tàn dù luôn. Tàn dù. Nhìn rất là đẹp nha, đóng thân chi cành đều. Mấy này là mình nhận cái đọt lên nha cô bác chị. Tại vì nó hơi quằn, nó hơi ấy cái mình. Đấy. Rồi cho thông số anh ơi. Rồi cây mã số 29 này là có hoành 7, cao 1m, tới ngang 1m1. Cây này giao lưu 600k. 600.000, đây rồi. Thì thằng nó đóng chi cành nè. Con xem nha, đó chi cành đóng như thế này nè. Dẫn xuống một cái thân ở dưới nè. Cây này thì thốt thân khoảng cũng 30 luôn. Đây, nó vậy đó. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục cây mã 30 luôn. Tiếp theo mã số 30. Cây đỏ nhung. Nó tàn vậy đó. Có cái hoa nè. Hoa nó tươi, nó nở và nó nặng quá, nó quằn xuống. Hoa như thế này nè. Đỏ nhung. Cây này thoát thân cũng khoảng 30 luôn nha các anh chị. Đóng chì cành. Rồi cây số 30 này có hoành 7, cao 1m3 tới ngang 1m. Tới ngang 1m. Giao lưu 500k. 500.000. Bảo ship luôn. Rồi xuống cây. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục cây mã số 31. Rồi cây 31 này thân đẹp quá. Túa tàn rồi ha. Túa tàn rồi. À, đỏ nhung này ở miền Bắc có rất là lâu rồi bà con. Chơi rất là thịnh hành nha. Rồi cây này thoát thân khoảng 45 nha của anh chị. Rồi cây số 31 này có hoành 7, cao 1m4 tới ngang 1m4 luôn. Giao lưu 650k. 650.000. Có hoa luôn. Đây hoa này. Mỗi cái mình cho xem hoa cho bà con dễ hình dung. Đó, hoa như thế này nè. Nở ra cái bông khó chịu lắm, cái cánh cái kết cấu của cái bông nó tròn. Này cái gốc này. Cái này thấu thân đẹp nha. Chân dài luôn. Khoảng 50 nha. 45 cây 50. Đóng chi tàn rất là đẹp. Rồi. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây. Tiếp theo mã số rồi, 31. 32. 32. Rồi tiếp theo mã 32 nha.
32 bà con ơi. À, cây thân cao. Mã 32 này là có cái hoành 6 nha. Có thân thì khoảng 40, hoành 6. Cao 1m1 tới 1m1 luôn. Cây này giao lưu của mấy anh chị. 550 ra. 550.000 một cốt mà thấp thân lên nó chia làm hai nhánh. Đặc biệt cái hoa nè. Hoa của nó nhung. Đây, lên đây đóng hai thân nha bà con. Hai nhánh chứ, lộn một cốt nè. Thẳng băng luôn. Nó thân khoảng 40. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã 33 luôn. Tiếp theo mã số 33. Quá sát cái tàn luôn rồi. Nó chịu không nổi mà nó quật qua một về một bên gió bị gió. Rồi xoay vòng anh ơi. Rồi. Rồi cho cái thông số luôn. Rồi mã số 33 này là có cái hoành 9,5 nha. Cao 1m2 tới ngang 1m4. Cho luôn của anh chị 750k. 750, 750.000 bao ship luôn. Đây cây này hiện tại nó chuẩn bị lên hoa, nó có nụ rồi nè. Nụ nó nè. Đó như thế đó đó. Đặc biệt một cốt xây cái mặt bên kia. Đây. Đóng chi cành như thế này nè. Hoành thân nó dưới một cốt nè. Đó lên đây chia thân ra nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi đổi cây. Tiếp tục cây mã 34. Tiếp theo mã số 34. Điện nhắn nó. Rồi, cho thông số luôn anh ơi. Rồi, tiếp theo mã 34 nha. Mã 34 này có thoát thân cũng khoảng 30 nghêu quá anh chị. Rồi, mã 34 này là có cái hoành 7. Cao 1m1 tới ngang 1m. Giao luôn có 600k. 600.000. Cây này cũng chị chuẩn bị lên nụ luôn. Lô này thì đang cái đà nó lên bông. Thì đây là cái nó đóng chi cành trên này nè. Thân một cốt dẫn xuống nè. Đó. Cái này hốt thân cũng khoảng 30 ngay quá anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục 35. Cây tàn quá đẹp. Nó về chỉnh sửa là lại tàn còn do như cái vụ luôn. Tiếp theo một số 35. Cây này cũng đóng nụ nhiều rồi, cho thông số luôn anh ơi. Cây này có 3 thân nha, số thân cũng khoảng 1 tấc nha. Cây này có hoành 7 nha anh chị. Cây số 35 hoành 7, cao 1m1 tới ngang 1m1 luôn. Giao luôn cũng 600k luôn. 600.000, đây nó lên nụ nè. Có mấy cái nụ nè. Này. Nụ có hoa nè bà con. Bên này nó cũng có mấy cái nụ đóng tơ tơ nhỏ đây đây đây. Này. Đặc biệt một cốt. Một cốt thì lên một khoảng một tấc chia ra ba nhánh là có như vậy nè, chia ba nhánh nha. Anh Khang bó chỗ này lại bằng keo đừng giữ cái thân đừng cho lắc nè, hay là bên đây nè, nó vậy đó. Rồi ba nhánh là dày hết nha. Rồi xuống cây luôn, xuống cây luôn, mã 36 luôn. Tiếp theo mã số 36. Cây đỏ nhung bông quá đẹp, tàn cũng đẹp luôn đó. Rồi cây này tàn đẹp nha. Rồi cây 36. Cây này có hoành 7 nha. Cao 1m3 tới ngang 1m1. Giao lưu của anh chị 500k. 500.000. Đây một cốt mà nó đóng tàn như thế này nè. Rất là đẹp và có cái hoa. Hoa rất là tươi nha. Hoa này. Hoa đỏ nhung mịn. Một cây cốt này 500k là đẹp nha của anh chị. Đây, một cốt lên đẹp đây chia 3 thân nè. Cây này thoát thân cũng khoảng 20-30 nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi đỡ cây. Quá đẹp luôn. Tiếp theo mã số 37. Rồi tiếp theo mã số 37 này. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Rồi mã số 37 này là có hoành 7 nha của anh chị. Tới ngang 1m2 chiều cao 1m2 tới ngang 1m1 650k. 650.000. Đây là hoa của đỏ hoa nhung. Xếp toàn quốc luôn. Cái hoa nó rất là mịn. Đây. Chân nó đỏ. Một cái này là một cốt luôn. Đây. Cây này thì thoát thân khoảng lên đóng thân 2,5 tấc nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã 38. Cây tàn. Rồi, thông số luôn anh ơi. Mã 38 này có hoành 7 nha. Cao 1m1 tới ngang 1m2.
Giao lưu 550 ca luôn. 550.000. Rồi. Đặc biệt cái lô này với lô Mỹ Hồng nó đóng thân, đóng chi cành lên rất là đều. Một cốt xuất thân lên mà đóng chi cành như thế này nè. Đây. Đó, lên đây chia chi cành như thế này, thân này. Thân một cốt. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo, mã số 39. Cây một cốt, sạch, tàn, vô. Rồi, từ mã 39 này. Cây này thoát thân khoảng 3 tấc rưỡi nha cô anh chị. Đây. Cây này thì mình về mình vô cùng dây mình kẹp cái thẳng băng lại gì cái đàn nó gì nha cô anh chị. Đó. Rồi, cho thông số anh đây. Rồi, cây mã số 39 này có hoành 7 cao với 2 nó ngang với 2 luôn. 650k. 650. Rồi ship còn mất của anh chị luôn. Rồi xay qua xay qua cho xem cái đống cái thân anh. À, cái thằng lên trên chia cành như thế này. Đó, cái này mình có thể mình lấy một cái đọt dựng lên nha. Đây, rồi chi nhánh mình bẻ theo nha. Đó. Cây tàn rất đẹp nha các anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã 40 luôn. Mã 40 là cũng là mã cuối cùng của clip hôm nay nha các anh chị. Mã số 40. Đó, mã số 40. Cây này đang lên hoa nha. Đây, cây mã số 40 này. Rồi. Mã số 40 này thoát hơn cũng phải 35 nha các anh chị. Đó. Cây này có hoành 6,5 nha. Cao 1m3, tới ngang 1m. Cây này giao lưu với các anh chị 600k. Rồi 550k. 550.000. Giảm giá luôn nha. 550.000. Đây cây cái bức hoa này. Cuối cùng nha. Rồi lên đây đóng thân nè. Đây, cái gốc nè. Thoát thân cũng khoảng 30 nha các anh chị. Hơn 30 nha. Một cốt sạch. Rồi, cây cuối clip luôn anh ơi. Cuối clip 550k vào xếp toàn quốc. Cuối clip em cũng xin cảm ơn cô bác anh chị là những clip vừa qua đã quan tâm và ủng hộ. Cô bác anh chị xem kênh nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem và chốt hàng nha. Em thành ra cảm ơn cô bác anh chị. Rồi. Thì nãy giờ like một số mặt hàng hoa kiển thì cũng tạm dừng cái clip tại đây nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi, xem và nhớ chốt cho mình những cái cây ưng ý. Pháp Thái TV sẽ luôn cập nhật gửi tới bà con những cái clip bán hoa kiển. Thì kính chúc cho bà con có nhiều cái may mắn, sức khỏe, thành công. Rồi, xin chào nha.